Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Thưa quý vị và các bạn, trong 5 năm qua, Đảng bộ thị trấn Mường Ảng tiếp tục phát huy sự đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ, phát huy nội lực, lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Trong đó, đã để lại nhiều dấu ấn tích cực trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là trung tâm kinh tế chính trị của huyện. Thị trấn Mường Ảng có tổng diện tích đất tự nhiên trên 660 ha, có 10 tổ dân phố bản với trên 5.300 nhân khẩu, 16 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ trên 80%, còn lại là dân tộc khác. Đảng bộ thị trấn có 15 chi bộ với 250 đảng viên. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ 5, với nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn thách thức, song được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát sao của huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, sự phối hợp của các phòng, ban, đoàn thể huyện, đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị trấn. Nhiều chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế của thị trấn tiếp tục ổn định và phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 7%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sau khi nghị quyết của Đảng bộ thị trấn Mường Ảng lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020 có hiệu lực, thì Ủy ban Nhân dân thị trấn chúng tôi cũng xác định là xây dựng kế hoạch để cụ thể để cho cả giai đoạn và cho từng năm để xác định những cái nhiệm vụ trọng tâm để trong cái thực hiện cái nội dung của nghị quyết, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Thì hàng năm chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và đưa ra các giải pháp và bàn thực hiện cách tổ chức các biện pháp đó để thực hiện những cái nội dung nghị quyết của Đại hội Đảng bộ đã đưa ra. Thì trong 5 năm qua, đối với Ủy ban nhân thị trấn thì chúng tôi đã chỉ đạo nhân dân cùng các ban ngành đoàn thể ở trên địa bàn đã hoàn thành thắng lợi cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở trên địa bàn. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền thị trấn Mường Ảng đã tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thành các nghị quyết chuyên đề, triển khai rộng khắp các chỉ tiêu nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước trong nhân dân, tạo thuận lợi cho sự phát triển ổn định và bền vững. Xác định kết cấu hạ tầng được xem là chìa khóa mở ra những cơ hội mới cho thị trấn phát triển. Trong 5 năm qua, thị trấn đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng. Đến nay, đường giao thông tại các tổ dân phố bản được bê tông hóa. Các công trình trọng điểm phục vụ dân sinh được xây dựng, trường lớp học, các công trình phục vụ văn hóa được làm mới, sửa chữa, nâng cấp. Thị trấn bây giờ là trung tâm chính trị, trung tâm kinh tế. Thì từ đó phải nói là cái được sự quan tâm của hội ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các ban ngành huyện Mường Ảng thì thấy được là cái diện mạo của cái thị trấn Mường Ảng là thay ra đổi thịt nhiều lần, về kinh tế, về chính trị, về an ninh quốc phòng và nói chung cơ sở hạ tầng càng ngày càng phát triển. Có thể nói là chúng tiếp tục và xây dựng lên một cái đô thị văn minh và hạnh phúc. Tiểu thủ công nghiệp xây dựng phát triển khá, hiện có nhiều cơ sở sản xuất tăng so với đầu nhiệm kỳ, từng bước giải quyết được nguyên liệu và nguồn lao động ở địa phương. Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển. Để phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để người dân sản xuất kinh doanh lành mạnh, chính quyền thị trấn đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích, hỗ trợ để người dân tin tưởng, mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tiểu thương kinh doanh những mặt hàng, sản phẩm nhà nước khuyến khích, hỗ trợ kinh doanh. Hiện toàn thị trấn có trên 600 hộ kinh doanh cá thể với nhiều ngành nghề kinh doanh, tăng gần 300 hộ so với đầu nhiệm kỳ. Mặc dù đất nông nghiệp đang dần bị thu hẹp, song Đảng ủy thị trấn đã tập trung lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp để phát triển nông nghiệp như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập trung nhằm đem lại năng suất chất lượng cao. Triển khai hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đứng ra tín chấp vốn vay ưu đãi để nông dân có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế.
Cùng với đó, thị trấn còn khuyến khích các tập thể, cá nhân xây dựng các mô hình sản xuất tập trung. Đến nay, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt gần 1.800 tấn. Thị trấn đã phát triển được các vùng sản xuất chuyên canh, cho giá trị kinh tế cao như vùng sản xuất rau màu, duy trì trên 167 ha diện tích cà phê, chuyển đổi diện tích cà phê kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế như cam, xoài, bưởi, nhãn. Lĩnh vực chăn nuôi, nuôi thả thủy sản phát triển ổn định. Hiện tại, nhiều sản phẩm của địa phương đã chiếm lĩnh được thị trường trong và ngoài tỉnh. Sau mấy năm quay là làm ăn thì nói chung cây cà phê thì nó cũng lúc quay được giá, lúc mất giá, rồi lúc mất mùa, lúc được mùa, nói chung phát triển nó cũng khó khăn. Dần dần thì chúng tôi xem xét là nhà tôi có phát triển, tôi trồng thêm 4.000 mét đất trồng cây ăn quả, phát triển dần, cứ phát triển dần mỗi năm một ít thì chúng tôi bây giờ gia đình kinh tế cũng ổn định, làm ăn này. Vườn cam nhà tôi cũng thu hoạch được đều đều mỗi năm khoảng 100 triệu, hơn 100 triệu. Trên lĩnh vực giáo dục, văn hóa xã hội cũng đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận. Cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, chất lượng giảng dạy và học được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, giáo viên ở các cấp học 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. 4 trên 4 nhà trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế, dân số gia đình và trẻ em được triển khai thực hiện có hiệu quả. Thực hiện tiêm chủng mở rộng đầy đủ các loại vaccine cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 90%. Số trẻ trong độ tuổi và bà mẹ mang thai được tiêm vaccine và uống vitamin A đầy đủ. Công tác bảo vệ môi trường cũng được các tổ dân phố bản quan tâm chú trọng. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền được chú trọng. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo cuộc vận động. Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từ thị trấn tới các tổ dân phố bản. Các phong trào văn hóa văn nghệ phát triển sâu rộng. Tham gia các hội thi, hội diễn của huyện đạt kết quả tốt, đáp ứng nhu cầu giải trí, hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Bắc Hồ vĩ đại, phát triển thu hút được nhiều đối tượng tham gia. Phát huy có hiệu quả hệ thống truyền thanh, kịp thời truyền tải các văn bản của Đảng, Nhà nước và các hoạt động nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác xây dựng, quản lý, chỉnh trang đô thị cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiện nay, thị trấn được công nhận đạt đô thị loại 5. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, thì đối với lại đảng ủy, chính quyền địa phương thì hàng năm cũng đã xây dựng, ban hành các cái nghị quyết của đảng ủy để lãnh đạo cũng như là chỉ đạo mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, rồi là tổ dân phố bản, các trường học trên địa bàn để triển khai thực hiện tốt các cái nội dung theo tinh thần nghị quyết đã đề ra. Thì trên lĩnh vực giáo dục đào tạo thì cũng đã quan tâm chỉ đạo các nhà trường là triển khai thực hiện các cái tiêu chí của các cái trường chuẩn quốc gia. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ấy, thì hàng năm là mặt trận tổ quốc cũng đã tham mưu cùng với lại ủy ban là tham mưu cho cấp ủy chính quyền ban hành các cái nghị quyết để triển khai tới mặt trận tổ quốc, các đoàn thể cũng như là tổ dân phố, các cái ban vận động của các tổ dân phố để triển khai thực hiện có hiệu quả các cái nội dung của chương trình. Các cái hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương thì hàng năm là cũng được duy trì rất là tốt và phát triển sâu rộng tới các tổ dân phố bản. Còn về mảng y tế thì cũng đã thực hiện tốt các cái chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Thì thị trấn thì hàng năm là cũng thực hiện rất là tốt cái chương trình mục tiêu quốc gia, thì không để tình trạng ô nhiễm môi trường rồi về cái dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Đối với công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn đã chú trọng trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trước hết, Đảng bộ coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đảm bảo về nội dung, đa dạng về hình thức, tăng cường thảo luận giúp các đảng viên hiểu sâu và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn. Công tác phát triển đảng được đặc biệt chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ thị trấn kết nạp được 45 đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ vừa qua, thì Đảng bộ thị trấn Mường tôi thì luôn quan tâm tới vấn đề phát triển đảng viên. Thì từ đó thì chúng tôi làm các cái nhiệm vụ cụ thể như sau. Nhất là chúng tôi họp ban chấp hành đảng ủy thị trấn,
phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ một, và hàng năm là đảng ủy có cái chỉ tiêu là giao cho từng chi bộ là về công tác phát triển đảng viên. Mỗi chi bộ là phấn đấu kết nạp trong nhiệm kỳ từ 1 đến 2 đảng viên trở lên. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng được đổi mới, phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. 100% tổ dân phố bản có chi bộ độc lập. Việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Tỷ lệ tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt trên 90%. Chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thị trấn được nâng cao. Công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền được đổi mới và có chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng vững chắc, là động lực, đòn bẩy để đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị trấn Mường Ảng vững bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025. Để chuẩn bị cho cái nhiệm kỳ tới, nhiệm kỳ thứ 6, 2020-2025, thì Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn đã đoàn kết, thống nhất và đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong cái thời gian tới như sau. Thứ nhất là về phát triển kinh tế. Cái nhiệm kỳ 2015-2020 là bình quân đầu người của người dân trên địa bàn thị trấn là đạt 28 triệu đồng trên người trên năm. Thì phấn đấu trong nhiệm kỳ sau là 2020-2025 là chúng tôi là cùng với toàn thể nhân dân của thị trấn là sẽ phấn đấu là đạt là 30 cho đến 35 triệu đồng trên người trên năm. Thứ hai là đảng bộ và chính quyền nhân dân thị trấn quyết tâm phấn đấu giữ vững diện tích cây cà phê hiện có, và đặc biệt là những diện tích cây cà phê là có hiệu quả, còn chuyển đổi một số cái diện tích cây cà phê kém hiệu quả là sang cái diện tích trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Ba nữa là về cái công tác bảo vệ rừng, thì trong thời gian tới là chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững cái diện tích rừng hiện có và cái giữ vững cái độ che phủ rừng là đạt 27%, và phấn đấu tất cả trên địa bàn các tổ dân phố, các đường bê tông đều được bê tông hóa 100%, và phấn đấu giữ vững là đô thị loại 5 và tuyến phố văn minh. Và trong cái nhiệm kỳ tới, đặc biệt cái lĩnh vực là văn hóa xã hội, là chúng tôi quyết tâm cùng với toàn thể cán bộ và nhân dân, và đặc biệt là trong công tác là huy động trẻ học sinh đến lớp đến trường, và duy trì và giữ vững là các trường chuẩn quốc gia. Đối với trên địa bàn của tôi là có 4 trường trực thuộc. Cái mục tiêu tiếp là chúng tôi sẽ phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo từng năm và làm tốt công tác an sinh xã hội. Còn về vấn đề an ninh quốc phòng thì cái vấn đề này là vô cùng quan trọng, và chúng tôi đã quyết tâm là quan tâm là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, và đặc biệt là cái vấn đề huấn luyện và giao quân hàng năm thì chúng tôi là hoàn thành, cố gắng làm sao là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ cấp trên giao, và phấn đấu là cán bộ đảng viên và đặc biệt là quần chúng nhân dân là chúng tôi sẽ được học tập và quán triệt tất cả các chỉ thị nghị quyết của đảng bộ các cấp. Và trong nhiệm kỳ tới thì chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu là kết nạp từ 40 cho đến 50 đảng viên mới ở trong nhiệm kỳ, và hàng năm là tất cả các chi bộ trực thuộc là sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, là trong đó là có 20% là chi bộ là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đảng bộ là luôn trong sạch vững mạnh. Về thị trấn Mường Ảng hôm nay, một cảm nhận chung là diện mạo đô thị đang thay đổi từng ngày. Chất lượng cuộc sống và sinh hoạt của người dân không ngừng được nâng cao. Nội bộ đoàn kết, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế cũng như xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Xứng đáng là trung tâm kinh tế chính trị của huyện Mường Ảng. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng đến đây xin được phép khép lại. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn.